Thưa quý vị, sau trận thắng Malaysia với tỷ số là 2-1 thì đội tuyển Việt Nam đứng vững vàng ở ngôi đầu bảng G và gần chạm tay đến tấm vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nếu như những năm trước sau chiến thắng đầy nhọc nhằn của đội tuyển thì người hâm mộ Đà Nẵng sẽ xuống đường hoặc là tổ chức các hoạt động mừng chiến thắng. Thế nhưng năm nay không khí cổ động đường phố lại vắng lặng, hàng quán đóng cửa, hầu hết mọi người dân chấp hành nghiêm quy định của thành phố, không tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Đà Nẵng TV vào rạng sáng nay, ngày 12 tháng 6. Các tuyến phố thuộc trung tâm quận Hải Châu vắng lặng trước giờ bóng lăn. Các quán cà phê, nhà hàng đóng cửa. Trong nhà, một vài người xem truyền hình trực tiếp. Được biết, trước đó các đơn vị phòng chống dịch COVID-19 của các quận huyện và tổ tuần tra 8394 đã tuyên truyền nhắc nhở vận động người dân, hàng quán ký cam kết không tập trung đông người và nghỉ bán trước 21 giờ theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng để phòng chống dịch COVID-19. Bắt đầu từ đầu giờ chiều cho đến trước giờ đá bóng để mà đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời nhắc nhở những cái nhà hàng, quán ăn, quán cà phê thực hiện tốt cái quy định của thành phố là đóng cửa, dừng kinh doanh trước 21 giờ đêm. Thì qua cái thời gian mấy ngày vừa qua thì thực hiện tuần tra như thế, nhắc nhở và cho cam đoan thì cơ bản là các nhà hàng, các hàng quán trên địa bàn phường An Hải Bắc chấp hành tốt cái chủ trương, cái quy định của thành phố. Theo ghi nhận của phóng viên, trong các khu dân cư rất ít người tụ tập bên ngoài để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu. Tại đường Trương Hán Siêu, quận Sơn Trà, chúng tôi ghi nhận có vài người xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đã được tổ tuần tra 8394 phường An Hải Bắc nhắc nhở. Thì mấy năm thì Việt Nam đó thì mà người tụ tập coi rất là đông, nhưng mà năm nay với tình hình dịch COVID-19 này thì mà người có ý thức giữ khoảng cách, coi tại nhà và giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và cách xa, không tụ tập đông người. Các chú công an đi tuần tra thì việc đó cũng tốt để vì cũng để đảm bảo tình hình dịch COVID cho mọi người. Đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận coi như chung kết để giành ngôi nhất bảng với đội tuyển UAE. Tất cả để hy vọng đội tuyển sẽ viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Việt Nam. Dẫu không được ra đường tụ tập reo hò cổ vũ, nhưng người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vẫn luôn đồng hành cùng bước chân những chiến binh sao vàng đất Việt với cách riêng của mình, để góp phần cùng thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19.